quy tăng đu ti giảm bi bút thằng xa ra nặng gạch cha mi. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ nhì. Đu ti giảm bi thầm bằng xa ra nặng gạch cha mi. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ nhì. Đu ti giảm bi sẵn khăn xa ra nặng gạch cha mi. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng lần thứ nhì. Ta ti giảm bi bút thằng xa ra nặng gạch cha mi. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật thứ ba. Ta ti giảm bi thầm bằng xa ra nặng gạch cha mi. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ ba. Ta ti giảm bi sẵn khăn xa ra nặng gạch cha mi. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng lần thứ ba. Thì sa ra na ca ha năng pa ra pon năng phép vi tam bảo chọn đủ cho các bấy nhiêu. Pa na te pa ta ve ra ma ne se kha ba đăng sa ma di ya mi. Con xin vâng giữ điều học là quy chánh xa sự sát sanh. Adhyana dana veramane sekha badang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là quy chánh xa sự trộm cắp. Kame sumeccha chara veramane sekha badang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là quy chánh xa sự tà dâm. Musavada veramane sekha badang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là quy chánh xa sự nói dối. Sorame rajamacha pamadathana veramane sekha badang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là quy chánh xa sự dễ vui ôn ngữ và các chất sai. Anati bata veramani sikha badang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh. Adinna dana veramani sikha badang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Kame sumiccha chara veramani sikha padang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự tà dâm. Musawada veramani sikha padang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Surame rajamaccha pamadathana veramani sikha badang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui uống rượu và các chất say. Imani panca sikha badani satukang patoa apamade nanekakalang samara kitapang chư thiên tinh sau khi đã thọ trì tam vi và ngủ chơi nơi tam bảo cao vân giữ hành theo được tâm sạch đến trọn đời tấn thanh dễ vui sĩ lê na su gạch tình dành tê ca chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ chơi. Thị lê na phô ca sâm pa đa ca chúng sanh được giàu sang đầy đủ tài sản cũng nhờ giữ giới. Thị lê na ni phô tin danh tri ca chúng sanh được giải thoát niết bàn cũng nhờ giữ giới. Ta ma si lăng vi sô ta dê bởi các cái nên chúng vi dê đã thọ trì giới lực cho được trong sạch đừng để lâm nhơn. À, xin kim dung sám hối xong rồi thỉnh thượng tọa thanh tâm phúc chúc dùm tại hai sư đã bận công việc chút xíu năm một hai giá.
Sa thú lành thay. Dạ con kính tri ân sư Pháp Trang đã thay mặt chư tăng truyền tam quy và ngũ giới cho hàng Phật tử chúng con ạ. Kính cảm ơn đạo tràng đã cùng con thực hiện nghi thức này. Tiếp theo con xin được sám hối ba ngôi tam bảo ạ. Uttamang je na wan de hang ba da bang song paruttamang butthe yo khalito do so buttho khamatu tang mamang. Uttamang je na wan de hang tham manh cha du vit hang wa rang tham me yo khalito do so tham mo khamatu tang mamang. Uttamang ghe na văn đề hằng sang khanh cha du vít hốt ta mang sang khe yô khá lý tô đô sô sang khô khá mạ tu tăng mà mang. Dạ con kính dâng mic đến sư Thanh Tâm để sư chúc phúc cho đạo tràng chúng con để chúng con được tròn phước báu trong ngày hôm nay ạ. Dạ con kính thỉnh sư Thanh Tâm ạ. Dạ, sư có ở đây ở đạo tràng không ạ? Xin cho con tín hiệu để con thỉnh sư chúc phúc cho đạo tràng chúng con ạ. Dạ phần nghi thức lễ bái tam bảo tóm tắt và thọ trì tam quy ngũ giới đã xong. Dạ chưa thầy à. Dạ con kính đảnh lễ sư Pháp Thanh ạ. Đã thấy Pháp Sư Quang Lâm vào đạo tràng, dạ xin nhường mic lại cho Nguyên Như để thỉnh Pháp Sư. Dạ kính cảm ơn đạo tràng. Nắc mô Bức Hai Giá, Nắc mô Tham Ma Giá, Nắc mô Sàng Khai Giá. Dạ con Nguyên Như con xin kính đảnh lễ Sư Thanh Tâm, con xin kính đảnh lễ Sư Pháp Thanh, con xin kính đảnh lễ Sư Pháp Trang, con xin kính lễ cô tu nữ Phúc Hạnh và con xin kính chào toàn thể đạo tràng. Và con thấy Pháp Sư đã vào đạo tràng. Con xin mời cả nhà cùng con lắng lòng thanh tịnh để thỉnh Pháp Sư ạ. Nam mô ta sa pha ga wa tô a ra ha tô sam ma sam bu tha sa nak mô ta sa pha ga wa tô a ra ha tô sam ma sam bu tha sa nak mô ta sa pha ga wa tô a ra ha tô sam ma sam bu tha sa. Brahma-cha-lo-ka-thi-pa-ti-sa-ham-pa-ti-ka-tan-cha-li-an-thi-va-rang-a-ya-cha-tha-san-ti-tha-san-tam-ba-ra-chang-kha-cha-ti-ka-de-se-tu-tham-mang-anu-kam-bi-mang-ba-chang. Sanh tham ma phê trình quy nha dành cha cả giang su tăng cha bản thân a phi tham ma chạm mang a cô ta dành tô cha tu sanh cha đành đăng bắp bồ tha nê dê ba ri sa và mạnh chê. Tạm thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, phân nhầm lời nhưng chẳng dĩ hơi. Quyết lòng mở đạo dạy đời, nhâm vườn lòng giả ngài dời trơn sang. Thuyến pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy thinh dự pháp từ. Đó là nhóm kiều trần như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp, 45 hạ giam vẹn toàn.
một lòng chẳng thối không mòn. Những điều lợi ích hằng còn lâu năm, cả tam giới thừa ơn phổ cầm. Đã mưa lành rưới khắp thế gian, bởi nhân cơ tinh rõ ràng. Thỉnh Ngài thuyết pháp nói đàn từ bi, chúng sanh ngồi khắp chốn ni. Tôi mê cầu được trí tri vẹn toàn. Nắc mô Bút Tha Giá, Nắc mô Tham Ma Giá, Nắc mô Sang Kha Giá. Và Nguyên Như Con xin thay mặt đạo tràng kính thỉnh sư Pháp Thanh có thể thử mít trước khi con đọc vào chánh kinh. Và con xin dâng mít lại cho sư ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Kính lễ chư tôn đức, trưởng lão, chư hòa thượng, chư hiện tọa, chư đại đức tăng. Và xin chào tất cả quý tôn nữ và quý Phật tử. Và hôm nay thì chúng ta sẽ chính thức học vào cái phần Milinda vấn đạo, và cái phần thứ nhất là đại phẩm và cái câu số 1. Và xin mời cô Như Quang Hỷ đọc phần chánh kinh, rồi sau đó sư sẽ giảng dạy và tiếp phần cái câu hỏi của Đức Vua. Dạ, mời cô Như. Dạ, sa thú, dạ kính sư. Dạ, con xin đọc bài Milinda Vấn Đạo. Các câu hỏi của Milinda. Số 1 là mã đại phẩm. Vào phần số 1. Khi ấy, Đức Vua Milinda đã đi đến gặp Đại Đức Nagasena. Sau khi đến, đã tỏ vẻ thân thiện với Đại Đức Nagasena. Sau khi trao đổi lời xã giao thân thiện rồi, đã ngồi xuống một bên. Đại Đức Nagasena cũng đã tỏ bày vẻ thân thiện. Chính vì thế đã làm hài lòng tâm ý của Đức Vua Milinda. Khi ấy, Đức Vua Milinda đã nói với Đại Đức Nagasena điều này. Ngài Đại Đức được nhận biết bằng cách nào, thưa Ngài? Ngài tên gì? Tâu Đại Vương, tôi được nhận biết là Nagasena. Tâu Đại Vương, các vị đồng phạm hạnh gọi tôi là Nagasena. Hơn nữa, mẹ cha đặt tên là Nagasena, hoặc là Surasena, hoặc là Virasena, hoặc là Sihasena, Tâu Đại Vương. Vả lại, Nagasena cũng chỉ là từ phân biệt, là tên thừa nhận, là tên quy định, là tên gọi thông thường, bởi vì không người nào được tìm thấy ở đây. Khi ấy, Đức Vua Milinda đã nói như vậy. Xin quý vị 500 người xứ Yonaka và 80.000 vị tỳ khưu hãy lắng nghe trẫm. Vị Nagasena này đã nói như vậy, bởi vì không người nào được tìm thấy ở đây. Vậy có hợp lý để chấp nhận điều ấy không? Khi ấy, Đức Vua Milinda đã nói với Đại Đức Nagasena điều này. Thưa Ngài Nagasena, nếu không người nào được tìm thấy, vậy thì ai bố thí y phục vật thực, chỗ trú ngụ và thuốc men chữa bệnh cho Ngài? Ai thọ dụng vật ấy? Ai trì giới? Ai gắn bó với sự tu tập? Ai chứng ngộ đạo quả và niết bàn? Ai sát hại mạng sống? Ai lấy vật không được cho? Ai tà hạnh trong các dục? Ai nói dối? Ai uống chất lên men? Ai gây nên năm nghiệp vô gián? Như thế thì không có thiện, không có bất thiện, không có người làm hoặc người sai bảo làm đối với các nghiệp thiện và bất thiện, không có sự thành tựu quả đối với các nghiệp đã được làm tốt hoặc đã được làm xấu. Thưa Ngài Nagasena, nếu có người giết chết Ngài, thì người ấy cũng không có tội giết hại mạng sống. Thưa Ngài Nagasena, Ngài cũng không có thầy dạy học, không có thầy tế độ, không có sự tu lên bậc trên. Điều Ngài nói rằng, Tâu Đại Vương, các vị đồng phạm hạnh gọi tôi là Nagasena,
Vậy ở đây, cái gì là Nagasena? Thưa Ngài, có phải các sợi tóc là Nagasena? Tàu Đại Vương, không phải. Có phải các sợi lông là Nagasena? Tàu Đại Vương, không phải. Có phải các móng tay chân như trên, các răng, da, thịt, gân, xương, tủy xương, thận, tim, gan, cơ hoành, lá lách, phổi, ruột, màng ruột, thực phẩm chưa tiêu, phân, mật, đàm, mủ, máu, mồ hôi, mỡ, nước mắt, nước mỡ, huyết tương, nước miếng, nước mũi, nước ở khớp xương, nước tiểu, bộ não ở đầu là Nagasena? Tâu Đại Vương, không phải. Thưa Ngài, có phải sắc là Nagasena? Tâu Đại Vương, không phải. Có phải thọ là Nagasena? Tâu Đại Vương, không phải. Có phải tưởng là Nagasena? Tâu Đại Vương, không phải. Có phải các hành là Nagasena? Tâu Đại Vương, không phải. Có phải thức là Nagasena? Tâu Đại Vương, không phải. Thưa Ngài, vậy thì sắc thọ tưởng hành thức là Nagasena? Tâu Đại Vương, không phải. Thưa Ngài, vậy thì trừ ra sắc thọ tưởng hành thức là Nagasena? Tâu Đại Vương, không phải. Thưa Ngài, trong khi lần lượt hỏi về điều ấy mà trẫm vẫn không thấy được Nagasena, thưa Ngài, chẳng lẽ âm thanh lại là Nagasena? Vậy thì ở đây, người nào là Nagasena, thưa Ngài? Ngài nói, không có Nagasena là điều không thật, là lời dối trá. Khi ấy, Đại Đức Nagasena đã nói với Đức Vua Milinda điều này. Tâu Đại Vương, Đại Vương quả là có sự thanh lịch của dòng dõi sắc đế lị, có sự thanh lịch tột bực. Tâu Đại Vương, đối với bệ hạ đây, trong lúc dẫm đạp lên các miễn chai, đá, cát, sần sùi ở lớp cát nóng của mặt đất, hừng hực và đi bộ vào lúc giữa trưa, hẳn nhiên các bàn chân đau nhức, thân mệt nhọc, tâm bị lui sụp, thần thức gắn liền với khổ sanh khởi, vậy thì bệ hạ đi đến bằng chân hay bằng xe cộ? Thưa Ngài, trẫm không đi đến bằng chân, trẫm đi đến bằng cổ xe. Tâu Đại Vương, nếu bệ hạ đi đến bằng cổ xe, xin bệ hạ hãy chỉ cổ xe cho tôi. Tâu Đại Vương, có phải cái gọng là cổ xe? Thưa Ngài, không phải. Có phải cái trục là cổ xe? Thưa Ngài, không phải. Có phải các bánh xe là cổ xe? Thưa Ngài, không phải. Có phải thùng xe là cổ xe? Thưa Ngài, không phải. Có phải thanh trống là cổ xe? Thưa Ngài, không phải. Có phải cái ách là cổ xe? Thưa Ngài, không phải. Có phải dây cương là cổ xe? Thưa Ngài, không phải. Có phải gậy thúc là cổ xe? Thưa Ngài, không phải. Tâu Đại Vương, vậy có phải gọng trục bánh xe, thùng xe, thanh chống ách, dây, cương, gậy thúc là cổ xe? Thưa Ngài, không phải. Tâu Đại Vương, vậy thì trừ ra gọng trục bánh xe, thùng xe, thanh chống ách, dây cương, gậy thúc là cổ xe. Thưa Ngài, không phải. Tâu Đại Vương, trong khi lần lượt hỏi về điều ấy mà tôi vẫn không thấy ra được cổ xe. Tâu Đại Vương, chẳng lẽ âm thanh lại là cổ xe? Vậy thì ở đây, cái gì là cổ xe, Tâu Đại Vương? Đại Vương nói không có cổ xe là điều không thật, là lời dối trá. Tâu Đại Vương, Đại Vương là vị vua tối cao của toàn cõi xứ Chambudipa. Tại sao Đại Vương lại sợ hãi và nói lời dối trá? Xin quý vị 500 người xứ Cô Ná Cá và 80.000 vị tỳ khưu hãy lắng nghe tôi. Đức vua Milinda đã nói như vậy, trẫm đi đến bằng cổ xe, trong khi được nói rằng, Tâu Đại Vương, nếu bệ hạ đi đến bằng cổ xe, xin bệ hạ hãy chỉ cổ xe cho tôi, thì không trình ra được cổ xe. Vậy có hợp lý để chấp nhận điều đó không? Khi được nói như vậy, 500 người xứ Vô Ná Cá đã tán thưởng Đại Đức Nagasena bằng tiếng lành thai.
rồi đã nói với Đức Vua Milinda điều này. Tâu Đại Vương, lúc này trong khi Đại Vương có khả năng, xin Đại Vương hãy nói. Khi ấy, Đức Vua Milinda đã nói với Đại Đức Nagasena điều này. Thưa Ngài Nagasena, trẫm không nói lời dối trá, do cái gọng, do cái trục, do các bánh xe, do thùng xe, do thanh chống mà có được từ phân biệt, nên tên thừa nhận, tên quy định, tên gọi thông thường là cổ xe. Tâu Đại Vương, thật tốt đẹp thay, Đại Vương nhận ra được cổ xe. Tâu Đại Vương, cũng tương tự y như thế đối với tôi, do các sợi tóc, do các sợi lông như trên, do bộ não, do sắc, do thọ, do tưởng, do các hành, do thức mà có được từ phân biệt, tên thừa nhận, tên quy định, tên thông thường là Nagasena. Tuy nhiên, theo ý nghĩa rốt ráo, thì không người nào được tìm thấy ở đây. Tâu Đại Vương, điều này cũng đã được Tỳ Khưu Ni Quá Chí Ra nói đến trong sự hiện diện của Đức Thế Tôn, rằng giống như việc ráp chung lại các bộ phận thì có tiếng gọi là cổ xe. Tương tự như vậy, khi các quẩn hiện diện thì có sự công nhận là con người. Thưa Ngài Nagasena, thật là kỳ diệu. Thưa Ngài Nagasena, thật là phi thường. Các sự ứng đối, câu hỏi rất tuyệt vời đã được trình bày. Nếu Đức Phật còn tại tiền thì Ngài cũng tán thưởng bằng tiếng lành thai. Này Nagasena, thật tốt đẹp thai, thật tốt đẹp thai. Các sự ứng đối, câu hỏi rất tuyệt vời đã được trình bày. Nắc mô Bức Thai Giá, Nắc mô Tham Ma Giá, Nắc mô Sang Khai Giá. Chào Nguyên Như, con đã đọc xong phần chánh kinh. Con xin thay mặt đạo tràng kính thỉnh sư Pháp Thanh có thể đăng đàn để cho chúng con bài học số 1 của ngày hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin dâng mic lại cho sư ạ. À. Nam mô Bức Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Kính chư tôn đức trưởng lão, chào tất cả quý tôn nữ và quý Phật tử. Và cảm ơn cô Như rất nhiều đã đọc phần chánh kinh. Thì cái câu thứ nhất trong cái phần đại phẩm, nhà vua đã hỏi ngài Đại Đức Nagasena tên là gì? Thì ngài đã trả lời là tôi tên là Nagasena. Thì từ đó mà Đức Vua đã hỏi từng phần, từng phần, từ tóc, lông móng, răng da, cho đến sắc thọ tưởng hành thức, cho đến các cái bộ phận. Thì sự thật ra là ở đây đó, chúng ta dựa trên cái gọi là cái tục đế, cái chế định, cái sự định đặt của thế gian để gọi một người, một vật nào đó. Thì đáp lại đó, thì ngài Nagasena đã hỏi Đức Vua về các cái bộ phận của cái cổ xe. Và sau đó thì cái câu giải đáp mà ngài Nagasena đã được Đức Vua Milinda chấp nhận. Thì sự thật ở đây đó, trên cái định đặt, cái sự thỏa thuận với nhau ở trong thế gian, người ta đặt tên cho một người nào đó dựa vào cái dung mạo, rồi người ta đặt là cậu A, cô B, chú C, vân vân. Nhưng mà khi mà chúng ta đi vào phân tích
chia sẻ phân tích đến những cái nhỏ nhất, thì không có một cái gì để gọi là cô A, cậu B, chú C hết. À, đó là chỉ tất cả những cái thành phần tổng hợp lại. Ví dụ như về một con người, một người, một chúng sanh, thì nếu mà nói về quấn thì nó gồm có năm thành phần. Một thành phần vật chất và bốn thành phần về tinh thần. Nó phối hợp lại. Nếu mà nó nói một cách chia sẻ, phân tích nó kỹ càng hơn, thì nó là 32 thành phần. 32 thành phần của đất nước. Lửa gió. Chứ phía sau đó là hoàn toàn không có một chúng sanh, không có một con người. Cũng như cái chiếc xe đó. Cái chiếc xe đó, tất cả các bộ phận phối hợp lại thì mới gọi là chiếc xe. Cũng giống vậy á. Ví dụ như một cái món đồ nào đó, nó gồm có nhiều các cái bộ phận phối hợp, rồi người ta đặt định cho nó một cái tên nào đó để mà người ta gọi, thì cái đây đó là nó là chỉ thuộc về cái tục đế của thế gian được định đặt như vậy đó. Ví dụ như ở cái xứ này đó, mình gọi là chiếc xe theo cái ngôn ngữ tiếng Việt Nam, nhưng mà đó ở cái xứ khác thì họ có cái tiếng họ khác, thì họ gọi chiếc xe bằng cái tên khác. Thành ra mỗi một quốc độ đó nó có một cái tiếng nói riêng, thì cái sự định đặt đó nó cũng khác nhau. Nhưng mà khi mà chia trẻ ra thì không có cái gì là chiếc xe hết. Khi nó tổng hợp lại các bộ phận đó, nó tạo thành chiếc xe. Nhưng mà phân tích ra từng cơ phận, từng cái vật mà được cấu tạo hợp thành, thì không có gì là của chiếc xe ở phía sau trong đó. Cho nên là trong một chúng sanh cũng vậy. Khi mà các điều kiện của pháp nhân duyên nó thuận đầy đủ, nó hiện khởi, thì gọi là một chúng sanh. Còn đến một lúc nào đó do cái nhân duyên hết, thì những cái sự tổng hợp các cái quẩn này đó, nó cũng tan rã. Cho nên á là phía sau cái thần ngũ quẩn này đó không có một chúng sanh, không có một linh hồn, không có một bản ngã. Mà khi nói như vậy đó thì người ta cho rằng ai tu, ai làm thiện, ai làm ác, nếu mà không có một con người đó thì ai làm thiện và ai được hưởng cái an lạc hạnh phúc, ai làm những điều bất thiện, ai sẽ hứng lấy cái quả khổ đau. Nhưng mà sự thật ra đó, thiện hay là bất thiện,
hạnh phúc hay là đau khổ, nó là do sự vận hành của pháp. À, nếu mà nói rằng có một con người ví dụ như cô A, cổ làm điều thiện, cổ bố thí cúng dường, à, và sau này cô A cổ sẽ hưởng được cái quả an vui, tức là theo cái chủ thuyết của thường kiến. À, có cô A cổ làm và có cô A hưởng được cái quả phước. À, rồi nếu là nói là không có thiện, không có bất thiện, không có nhân, không có quả, à, thì cái chú B làm ác nhưng mà không có đưa đến quả, chú B không có lãnh cái hậu quả khổ đau gì hết, chết là hết. À, thì cái chủ thuyết đó gọi là thuyết đoạn kiến, à, vô nhân kiến, à, vô hành kiến, vô quả kiến, tức là những cái giáo phái mà họ chủ trương là không có nhân, không có quả, à, đoạn kiến, đó, chết là hết. Đó, thành ra đó, ở đây á, trong một bài kinh Phật mới nói là không có một chúng sanh tạo phước mà cũng không có một chúng sanh nhận quả, mà chỉ có sự vận hành của dòng nghiệp báo triền miên. À, thành ra đó, khi mà chúng ta sống với phiền não tham sân si, à, do bị phiền não khống chế sai sử, à, chúng ta làm những cái điều bất thiện, những cái nhân xấu, à, thì đến lúc cái quả khổ đau nó trổ. À, rồi nếu mà chúng ta sống với trí tuệ, à, chúng ta có sự hiểu biết, chúng ta làm những cái việc lành, à, thì đến lúc hợp thời đủ điều kiện nhân duyên thì cái quả an lạc nó sẽ hiện khởi. À, chứ không có một chúng sanh, à, gieo nhân mà cũng không có chúng sanh cặt quả, mà nhân quả nó là sự vận hành của dòng nghiệp báo triền miên, là chúng ta hiểu như vậy đó. Rồi khi mà đi vào chia chẻ thì khi mà phân tách ra thì không có một cái con người nào ở phía sau cái những cái vật chất và tinh thần này hết. À, chúng ta phải hiểu như vậy. À, còn nếu mà chúng ta nói là có một con người có một cái bản ngã, à, có một cái linh hồn, à, có một Phật tánh gì đó, tùy theo cái sự hiểu biết của mỗi giáo phái, à, thì họ nói là những cái này là sai lầm tà kiến. À, cho nên là chúng ta phải có cái sự hiểu biết như thế để vượt ra, à, khi mà theo cái thông thường ở thế gian thì ta nói là gì đó? À, con gái nhờ đức cha, à, con trai nhờ đức mẹ, à, nhưng mà sự thật ra đó, mỗi người sẽ nương tựa vào cái phước của chính mình, à, hay là người ta nói, à,
cha ăn mặn, con khát nước. Tức là đời cha đó, nếu mà làm điều lành, điều thiện thì con sẽ được hưởng. Mà nếu mà đời cha mà làm ác thì con phải gánh lấy cái hậu quả khổ đau. Thì cái này là người ta chỉ nhận định ở trên cái khía cạnh của thế gian thôi. Đành rằng thí dụ như người cha đó là một cái người hiền đức, làm những cái điều lành, điều thiện. Người cha ráng cố gắng nỗ lực trong đời sống đó, mình làm việc để tạo nhiều của cải, có thể trao lại, chia lại cho các con. Nhưng mà đó, những người con nếu mà có sự hiểu biết, có phước báo thì người con này sẽ thừa hưởng được cái phần mà gia tài cha mẹ cho. Nhưng mà nếu mà người con mà không có phước để mà thừa hưởng được cái phần mà gia tài này, thì cái phần gia tài này nó cũng mai một đi. Thì quý vị thấy rằng trong lịch sử có nhiều lúc ông vua cha ông đi đánh phá xâm lấn, mở rộng biên cương bờ cõi để gì? Để rồi sau khi mà thân hoại mạng chung truyền ngôi lại cho những cái ông vua con. Nhưng mà đó đâu phải là ông vua con nào cũng giữ được cái lãnh thổ của vua cha để lại đâu. Ông cũng bị các cái quân đối nghịch xâm lấn, hoặc là trong chính trong hoàng thân quốc thích, hay là chính trong anh em tranh giành rồi chém giết lẫn nhau. Cho nên là người ta hiểu một cái cách cạn cợt ở trên cái đời sống xã hội thế gian thôi. Chứ sự thật ra đó, khi một người con đó xuất hiện, sanh ra trong một gia đình, tại vì là do những cái duyên nghiệp, người ta nói đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, do những cái duyên nghiệp tương động với nhau, mà cái nghiệp lực đó, nó dẫn dắt chúng sanh tái sanh vào những cái điều kiện, những cái hoàn cảnh mà chúng sanh này đã tạo trữ, nó có sự tương đồng, tức là cộng nghiệp với nhau. Nhưng mà bên trong cái nghiệp chung này, cái nghiệp tương đồng này, những cái cộng nghiệp nhau này, nó có một cái biệt nghiệp riêng của mỗi người. Thành ra đó, chúng ta mới thấy rằng trong những cái gia đình đạo đức lại có những chúng sanh, những đứa con phi đạo đức. Rồi trong những gia đình mà đạo đức thì lại sanh ra có những đứa con, đứa cháu phi đạo đức. Thành ra đó, trong cái giai đoạn tục sanh á, là nó đưa đến những cái nghiệp tương đồng, cùng cộng nghiệp với nhau. Nhưng mà trong một thời gian đó, đến lúc
Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Thầm, và Nam mô Sang Ra nhé. Dạ kính thưa sư, dạ sư bị rớt mic rồi sư ơi. Xin sư, nếu sư có nghe con, xin sư cho bạn tai ạ. Con không thấy được bàn tay của sư. Sư ơi, sư, nếu sư nghe được, sư nhảy ra rồi. Và chắc sư đang nhảy ra, nhảy vô. Bà con xin chờ một chút. Con kính lễ sư dạ. Con xin sư cho con bàn tay của sư ạ. Dạ, con xin xuống mic. Dạ, con thấy bàn tay của sư rồi. Dạ, kính lễ sư. Xin đạo tràng hoan hỷ thông cảm. Mấy ngày nay không biết sao mà cái đường điện với cái đường truyền nó không có ổn định. Nó cứ chập chờn, có lúc nó bị mà rớt. Xin quý vị thông cảm. Thì hồi nãy sư nói đến cái đoạn mà giữa cái nghiệp chung, tức là cộng nghiệp với nhau, và cái biệt nghiệp của mỗi chúng sanh, để chúng ta thấy rằng mỗi chúng sanh do những cái nhân từ quá khứ rồi đến cái lúc mà quả nó cho trong cái đời sống hiện tại, cho nên là nghiệp hay là quả dị thời mà thục, tức là những cái nhân nó phải có thời gian nó mới đưa đến cái quả đó. Rồi cái nghiệp chúng ta phải hiểu rằng cái nghiệp nó phải là cái định lực cố nhiên mà nó có thể chuyển đổi. Nó có thể chuyển đổi từ cái điều kiện, những cái không tốt đẹp, để trở thành cái điều kiện tốt đẹp. Rồi có những cái điều kiện mà khi mà chúng ta biết vận dụng thì không phải là nó tất cả nó đều là chướng nghiệp hết. Thấy không? Ví dụ như khi mà chúng ta mạnh khỏe, ai cũng lo làm lụng kiếm tiền, kiếm bạc, chạy theo cái tài tình danh lợi. Nhưng mà đó, một bữa nào đó mình bị cảm sốt nặng chẳng hạn, mình phải nghỉ làm việc dạo ngày, thay vì mình nằm mình buồn rầu này kia cái nọ đó, thì có thể mình nằm mình nghỉ ngơi, mình nghỉ ngơi cho nó lại sức. Hoặc là nếu mà cái người mà biết tu tập thì thay vì mình đi tối ngày mình đi làm quần quật, mình không có điều kiện học kinh học pháp, tìm hiểu Phật pháp, thì những cái thời gian mà do bệnh tật nó xảy ra mình không thể làm, mình có thể mình lợi dụng cái đó để mà mình tu tập học kinh học pháp, tìm hiểu Phật pháp, hoặc là tu tập thiền định thiền tệ, thấy không? Đó thành ra mình biết lợi dụng những cái điều kiện trong cái đời sống với trí tuệ, thì nó sẽ đem đến những cái điều lợi ích. Chứ mình đừng có nhìn trên cái mặt tiêu cực. Trời ơi, bữa nay tôi bệnh không có đi làm được. Trời ơi, khổ quá. Chạy kiếm phương pháp này, phương pháp khác để mà ấy. Nhưng mà khi mà mình không chấp nhận cái sự thay đổi của cái thân ngũ quẩn này, rồi mình tìm cách này tìm cách khác,
để mà che án, mình không chấp nhận cái trạng thái thay đổi bệnh hoạn, mình chạy trốn, rồi mình bất cứ giá nào, bất cứ phương pháp nào, để mà hết bệnh. Thì thật ra có nhiều lúc á, tại vì cái tâm phiền não, mà hết tâm phiền não đây là không có trí tuệ. Rồi có đôi lúc á, làm cho cái bệnh á, nó nặng hơn, trầm trọng hơn. Đó, thành ra chúng ta phải biết những cái pháp nó phát sanh lên, nó đang hiện khởi với trí tuệ, mình biết vận dụng thì mình sẽ đem đến cái lợi ích. Và luôn luôn nhớ rằng sự vận hành của các pháp, tất cả các pháp là vô ngã, với tuệ quán thấy rõ trong khổ được nhàm chán. Không? Đó, mình nhớ cái là câu Phật ngôn đó để mình thực hành nè. Cho nên đó là cái sự mà làm những việc lành, những cái điều thiện ngay trong đời sống hiện tại nè, mình đừng hỏi nó chừng nào ấy, cho quả, nó phải chờ có một cái thời gian. Cho nên á là các pháp thế gian là nó phải có thời gian để nó mới đưa đến cái kết quả. Cho nên là di thời, tức là phải cái thời gian khác biệt. Ví dụ như bây giờ những cái quả mà nó cho ngay trong hiện tại nè, nhưng mà không phải là vừa làm xong nó cho quả liền, nó phải có một cái thời gian. Ví dụ như nhanh nhất là dài 3 tiếng đồng hồ, nó mới cho quả. Cho nên chúng ta phải hiểu như vậy. Chứ chúng ta nếu mà bố thí 1 đồng mà lập tức mà có được 10 đồng thì chắc ai cũng bố thí hết, chứ không ai tham. Nhưng mà tại vì bố thí 1 đồng rồi không thấy gì hết. Rồi nhiều người nói chứ trời ơi, bố thí chi nó mệt, nó hao tốn mà đâu thấy gì đâu, thấy không? Nhưng mà người ta không hiểu rằng khi mình gieo một hột lúa đó, mình gieo một hột lúa vào cái thửa ruộng, đâu phải nó cho liền một lon lúa đâu, không? Phải chờ cái thời gian, điều kiện về thổ nhưỡng, ánh sáng, nước nôi nó đầy đủ, cái hạt lúa nó bắt đầu nó phát triển từ cái hạt nó trở thành cái cây lúa, cái cây lúa nó phát triển thành một bụi lúa, một bụi lúa đó, đó qua trải qua 5-6 tháng lúa nó chín thì mới cho quả. Chứ mình gieo hột lúa xuống nói sao mà có hột hoài, sao có cây hoài, thì nó điều kiện nó chưa đủ, nó chưa phát triển. Cho nên đó, là chúng ta phải biết các cái pháp nó vận hành do nhân, do duyên. Khi nào duyên nó đầy đủ thì pháp nó sẽ hiện khởi. Còn các điều kiện duyên nó chưa đủ thì nó chưa hiện khởi. Đó, chúng ta phải biết để trong đời sống mình đừng có sự hoài nghi, mình hiểu biết để chúng ta áp dụng vào trong cái đời sống, diệt trừ những cái mê lầm tà kiến, để chúng ta có được sự nỗ lực học tập
theo cái con đường chân chánh, theo cái lời dạy của Đức Phật, thì như vậy sẽ đem đến cái sự lợi ích an vui trong đời sống hiện tại này, và hướng đến những cái lợi ích tốt đẹp, những cái hạnh phúc cao thượng trong ngày vị lai. Thì qua cái phần kính kinh, cái sự luận đạo hỏi đáp giữa Đức Vua Milinda và Ngài Nagasena, thì cũng xin chia sẻ với quý vị đôi điều. Với phước báo này thì kinh cầu mong chư Tùng Đức có thể ngăn ngang, và chúc cho quý tu nữ và quý Phật tử có thêm được những cái hiểu biết, những cái kiến thức về lời Phật dạy, để chúng ta tăng trưởng niềm tin, tăng trưởng trí tuệ, nỗ lực thực hành để đem đến một cái đời sống tốt đẹp, an vui trong hiện tại, và hướng đến con đường cao thượng giải thoát trong ngày vị lai. Bây giờ thì xin thỉnh chư Tôn Đức cũng như mọi tất cả quý vị cùng nhau thảo luận, chia sẻ thêm về cái bài đặc biệt học ngày hôm nay. Cầu mong chư thiên quan hỷ phước báo, và cầu mong tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc. Và xin mời đạo tràng. Nam mô Bụt Tha Giá. Nam mô Bụt Tha Giá. Nam mô Thamma Giá. Nam mô Sangha Giá. Và nguyên như con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Pháp Thanh đã giảng dạy cho chúng con bài học số 1 của phần Niêu Tiên Vấn Đạo. Và bây giờ tới cái thời gian mà mình có thể hỏi cho với Chư Tăng những cái câu hỏi mà cả nhà hồi nãy giờ có suy nghĩ và không có tìm ra câu trả lời. Hôm nay Nguyên Như xin mời chị Nhung trước nha chị Nhung. Xong rồi cái cả nhà đi nối đuôi sang chị Nhung. Chị Nhung có nhiều câu hỏi hay lắm nè. Em xin nhường mic lại cho chị ạ. Dạ, alo, alo ạ. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Sư Pháp Thanh, con kính đảnh lễ Sư Pháp Trang, con kính đảnh lễ cô tu nữ Phúc Hạnh. Dạ, kính chào các anh chị trong đạo tràng. Dạ, con kính thưa sư. Dạ, cái câu chuyện về Milinda vấn đạo này thì con cũng đã đọc trước đây, con cũng đọc rồi. Và bây giờ con cũng nghe lại thì con vẫn rất là hoan hỷ. Và trong từng câu hỏi á, mình cảm thấy là mình như được giãn ra như trước những cái câu hỏi và câu giải đáp, câu trả lời của Ngài Naga. Thì con thấy là rất là hay và rất là, mình cảm thấy là nó rất là, thế gian là rất là đã hát những cái câu hỏi và những cái câu trả lời. Mình rất là tâm đắc, rất là hay. Nhưng con cũng có cái thắc mắc mà con cũng chưa có giải thích được là cái ngài cái vị vua Milinda này, mặc dù trong tiền kiếp thì có biết pháp rồi, có những lời nguyện, nhưng mà kiếp này thì cái vị vua này vẫn chưa được học những cái giáo pháp mà như là giáo pháp của Đức Phật, như là quán thể trược để mình quán cái này, là mình quán Vipassana và đưa đến giải thoát, thì vẫn chưa được học qua cái pháp quán này mà chỉ học ở kinh Vệ Đà thôi. Thế nhưng tại sao mà khi gặp Ngài Naga thì lại đặt ra những cái câu hỏi rất là pháp học, rất là Vipassana như thế này? Con cũng chưa hiểu ở đâu mà Ngài Milinda lại có những câu hỏi mà nó xuất sắc như vậy. Dạ, con kính thỉnh sư giải thích giúp con. Con kính tri ân sư ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Thamma Giá, Nam mô Sangha Giá. Chúng ta hiểu một cái điều á, là tất cả những cái kiến thức mà chúng ta học ngày hôm nay đó, nó không có mà nó được lưu trữ. Thì theo mà trong di diệu pháp, tức là cái trí tuệ đó, trong đó là cái tưởng,
cái tưởng là cái biết, cái đã biết. À, hồi mình còn nhỏ đó, mình chưa biết gì đó, thì mình thấy là đem cái chén, cái đũa, cái muỗng gì ra đó, mình hỏi cái này là cái gì. Thí dụ cha mẹ mình hay là một cái người nào đó nói với mình biết là đây là cái chén, cái chén để đựng cơm. Trong cái trí mình bắt đầu nó ghi nhận, đây là cái chén nè, cái chén này nó hình như vậy như vậy như vậy, cái chén thì để đựng đựng cơm, đựng thức ăn. Rồi cái đây là cái muỗng, cái muỗng hình dáng nó như thế này thế này. Cái muỗng thì để dụng cụ công năng nó là để múc cơm, múc thức ăn thế này thế khác. Thì cái hiểu biết của mình á, nó được lưu trữ lại trong trong đó, thì gọi là cái tưởng, mà nói theo ngũ quẩn thì tưởng quẩn. Đó rồi mình lớn lên, một người nào đó họ cầm cái chén họ đưa lên hỏi mình biết không, biết biết cái đó chứ cái chén chứ cái gì, biết cái này không, biết cái đó là cái muỗng cái gì, không? Thành ra đó, thành ra cái tưởng là nó biết cái việc đã qua, nó nhận thức được cái điều đó, không? Đến khi mà mình qua một cái kiếp sống khác, thì quý vị thấy rằng á, có nhiều đứa trẻ rõ ràng nó mới 3-4 tuổi mà sao mà nó biết đọc tiếng Anh, nó mới 3-4 tuổi mà sao nó biết đọc kinh Bali, nó mới 3-4 tuổi mà nó biết những cái bài nhạc giao hưởng của Mozart rồi này kia nọ, không? Mới 4-5 tuổi mà nó ngồi lên đàn piano, nó đàn rất là điêu luyện. Đó. Chính cái những cái kinh nghiệm, những cái hiểu biết, những cái kiến thức từ quá khứ đó, nó không mất đi, nó tiếp tục nó đi theo chúng ta trong nhiều kiếp sống. Chứ sự thật ra nói những đứa bé này là thần đồng theo cái thuyết của di truyền, của y học, thì cha mẹ ông bà nó có ai là thần đồng không? Không có. Nhưng mà tại sao xuất hiện nó là thần đồng? Do cái duyên nghiệp chúng sanh này đã trong cái đời sống quá khứ đã từng quân tập, thích, ham thích trong cái môn học này, chúng sanh này biết, hiểu biết. Rồi nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm nó quân tập lại, cho nên là bây giờ cái súng sanh này tái sanh vào một cái đời sống mới, những cái kiến thức, những cái kinh nghiệm này nó còn đi theo. Thì cũng vậy á, thì trước kia đó vua Milinda này là cái vị sa di trong thời Đức Phật quá khứ, thì vị sa di này cũng đã từng học rồi, học từng tìm hiểu rồi. Đó, bây giờ á, trong cái kiếp sống hiện tại thì những cái kiến thức này nó còn gặp những cái trường hợp thích hợp, những cái điều kiện thích hợp, nó sẽ sanh khởi trở lại. Tức là gì? Tức là những cái chủng tử này nè, nó tìm miên ngủ ngầm, những cái hạt giống này ngủ ngầm. Thì sao? Chính vua Miên Đá sau này ông ta cũng đi tu, cũng đắc quả A-la-hán. Đó, chính những cái chủng tử tạo trữ từ quá khứ này, nó mới tái hiện trở lại, làm cái điều kiện
Không biết là biết quý vị còn còn nghe âm thanh được rõ không ạ? Nam mô Bụt Thầy Giá. Nam mô Thầm Mà Giá. Dạ 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 dạ, cảm ơn. Cảm ơn hay tại thấy tịnh tâm không có nghe được đó, sợ cái đường truyền nó bị mất. Cho nên là chúng ta ráng cố gắng nỗ lực học. À, những gì mà chúng ta học trong ngày hôm nay, những cái kinh nghiệm tu tập, những kiến thức, à, nó không có mất đi, à, mà nó sẽ à, còn đi theo chúng ta. À, nhưng mà đó, chúng ta phải hiểu, à, một cái cậu bé, một cái cô bé đó, hôm nay nó còn nhỏ, nhưng mà ngày mai nó trưởng thành. Cái cậu bé này với cái cậu này đó, hai người hoàn toàn khác hay là một? À, nó không có khác mà nó cũng không phải là một nữa. À, chính có cái cậu bé trong những cái ngày quá khứ nè mà sẽ có cái cậu thanh niên trưởng thành trong ngày hôm nay. Nhưng mà nói cái giai đoạn hiện tại, nói cái cậu này là cái thằng nhỏ hồi xưa, không phải. Tại vì bây giờ cái thời hiện tại, từ cái đứa bé, cái cậu bé nhỏ này nè, nó đã trưởng thành là cái anh chàng thanh niên rồi. À, ra nó không phải là khác nhau, mà cũng không phải là giống nhau hoàn toàn. Hả? Do có A. À, do cái nhân là có A thì mới đưa cái quả nó là B. À, cái nhân là A, nó cho cái quả là B. Rồi cái B này nè, nó trở thành cái nhân, nó mới đưa cho cái quả là C. À, thành ra đó, nói là A, B, C là một cũng không phải. Mà nói A, B, C là hoàn toàn khác nhau cũng không phải. À, mình phải hiểu vậy đó. Cái giai đoạn trong quá khứ, nó làm nhân để đưa đến cái quả trong hiện tại. Rồi cái quả này nè, trở thành nhân để đưa đến cái quả trong cái ngày vị lai nữa. Ha. Cho nên á, là những cái kiến thức này nè, nó quân tập, nó đi theo chúng ta. À, mỗi ngày mình học hỏi, mình làm những cái việc lành, những cái điều thiện, thì trở thành gì? Cái thường cận thiện. Không? Đó. Rồi mỗi ngày những chúng sanh này á, tạo những cái bất thiện nghiệp, thì sao? Chính vì cái quân tập mỗi ngày nó trở thành cái thường nghiệp bất thiện. Đó. Cho nên á, là nó còn lưu truyền, nó còn lưu truyền đó. À, đến những cái kiếp tương lai. À, thành ra cái vấn đề này mà tại sao mà thật sự ra ông vua Milinda này là người Hy Lạp. À, trong năm cái trăm vị mà cái người mà vô nó cá này đó là những cái người mà Hy Lạp, thì theo cái suy luận của sư nha, trong kinh thì không có nói, theo suy luận của sư á, thì cái thời mà ông Alexander đại đế đó, ổng đi đến ổng xâm lược cái xứ Ấn Độ, thì sau khi mà một thời gian á, rồi ông ta mới giao lại cho một cái người tướng của mình, à, để trở về Hy Lạp.
Nhưng mà khi mà trở về Hy Lạp á, thì ông ta bị bệnh và ông ta đã mất ở Hy Lạp. Thì sau đó cái người tướng, cái ông tướng mà vua Alexander đại đế ông giao lại đó, thì có thể là vua Milinda. À, cho nên là vị này mới có nhân duyên từ quá khứ, có những cái trí tuệ hiểu biết như vậy đó. Và sau khi nhân duyên nó đầy đủ thì cái vị này cũng từ bỏ ngai vàng để xuất gia và cũng trở thành một bậc A La Hán. Thì nhưng mà cái này là cái bên lề, chứ còn mà nếu mà hỏi thì cái trong các cái bộ chú giải rồi đó thì cũng không có giải thích rõ ràng, nhưng mà chúng ta biết sơ sơ vậy thôi. Giống như sư nói ngày hôm qua đó, thì cái này đó, những cái mà xung quanh cái bối cảnh đó, xung quanh này đó, nó không quan trọng, mà quan trọng là cái gì, cái cốt lõi, những cái câu hỏi của nhà vua Milinda nêu lên và cái biện bạch, cái giải thích, giải đáp của ngài Narasimha để cho chúng ta những cái hiểu biết, những cái trí tuệ, những cái kinh nghiệm trong học tập Phật pháp, nó mới là quan trọng. Xin giải thích với cái thắc mắc của cô Kim Nhung và chúc cô nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ alo alo ạ. Dạ con kính tri ân sư đã giải thích. Dạ con đã hiểu, tức là mình đã phải tạo cái chủng tử tiềm miên ngủ ngầm là gieo duyên với chánh pháp, thì cái đó nó là chủng tử đi tái sanh cho mình đời sau. Mà như vậy thì không biết nó có, mình nghĩ như vậy thì nó có thường kiến không? Dạ con cũng không, chưa hiểu được này. Và thưa sư á, có lần thì sư cũng đã giải thích cho tụi con hiểu là khi mình học pháp, mình hay mình làm thiện pháp thì mình làm thì cứ làm, nhưng mà mình làm xong rồi mình nghĩ là mình gieo cái nhân lành này để cho đến sự giải thoát. Rồi cũng có khi thì sư đã giải thích cái điều này rồi, nhưng mà cũng có khi con nghĩ là mình làm thiện thì mình cứ làm thì cứ làm, mình cũng không cần suy nghĩ gì hết, khi đủ duyên thì quả trổ. Thì như vậy nó có rơi vào đoạn kiến không? Con cũng chưa hiểu. Còn nếu mà mình làm mà như có ba lần nghe sư giải thích là mình làm để làm nhân duyên để đưa đến giải thoát, thì con lại nghĩ là như vậy nó có rơi vào thường kiến không? Tại con có đọc cái bài kinh Phạm Võng thì con thấy là 62 tà kiến nó cứ lách qua lách lại, kiểu nào mình cũng dính. Con thấy cũng rất là sợ, mà nếu mà mình sợ thì mình cũng rơi vào tà kiến nữa. Thành ra con cũng chưa hiểu cái điều này, con kính thỉnh sư giải thích lại giúp con ạ. Dạ, con kính tri ân sư. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Mài Giá, Nam mô Sằng Khà Giá. Thì mỗi lúc mà chúng ta học, chúng ta hành những cái điều thiện lành tốt đẹp thì ai cũng vậy. Chúng ta mới ban đầu chúng ta đến chùa rồi học pháp, nghe pháp, chúng ta biết bố thí trì giới, thì mình sao, mình cầu mong, mình cầu mong cho cái phước này đó, mai mốt mình sẽ tái sanh về những cảnh giới an vui, tái sanh lên làm người là có địa vị, có quyền thế, có tài sản, cái này cái khác, không? Tại vì cái trí tuệ mình á,
lúc đó nó ở cái giai đoạn đó, nó chưa có phát triển. À, rồi khi mà mình học hiểu, mình phát triển ở cái tầng mức cao hơn, à, thì sao? Thì bắt đầu mình không cần cầu mong cái tài sản thế gian này nữa, không cần cầu mong cái tài sản ở nhân giới thiên giới, nghe không? Tại vì á, khi mà còn luân lưu ở trong tam giới này là còn khổ, à, nhưng mà mỗi chúng sanh á, ở mỗi cái cảnh giới á, nó khổ ít hay khổ nhiều mà thôi. Hả, còn luân lưu trong tam giới hay còn khổ đó. Khi mình hiểu biết vậy đó, bắt đầu mình gì, mình cảm thấy mình ngao ngán, à, mình ngao ngán, mình nhàm chán, à, mình ghê sợ, để mà mình cầu mong mình thoát ra khỏi tam giới này. À, thì khi mà mình làm những cái thiện sự đó, học pháp mình hành là để cầu mong để mình thoát ra khỏi. Thì hai cái mặc dù là cầu mong, nhưng mà hai cái trạng thái, cái tác ý nó khác nhau. Khi mà chúng ta cầu mong phước phát sanh, cho tôi tái sanh đến cảnh giới chư thiên, tái sanh lại lực đầm người, có địa vị, có tài sản, là chúng ta cầu mong với cái tâm tham. À, tâm phiền não. À, còn mà khi mà mình phát triển sự hiểu biết, trí tuệ nữa, thì sao? Mình làm ở đây với cái tâm là xả bỏ, tạo điều kiện để nhân duyên để giải thoát. À, thì hai cái cũng là mong cầu, nhưng mà một cái là mong cầu để được hưởng, còn một cái là mong để thoát ra khỏi cái sự trói buộc. À, thành ra đó, cái mà mong cầu để được hưởng là gọi là gì, pháp dục. À, còn một cái là mình nỗ lực, mình thực hành các cái thiện pháp để đưa đến cái sự giải thoát, nó là pháp dục. Thấy không? Đó. Cái chiếc xe nào á, khi mà nó chạy á, nó chạy á, nó cũng phải nhờ có các cái điều kiện, xăng hoặc dầu, để làm cái nhiên liệu để đốt, để nó có mấy động lực nó mới chạy được. Thấy không? Nhưng mà một chiếc á, là chạy đi đến những cái cảnh giới nó không tốt đẹp, dính mắc trong trần cảnh, thừa hưởng cái sắc thinh vị xúc. Còn một cái á, là nó hướng đến cái nơi sáng lạng đẹp đẽ, thoát khỏi những cái khổ đau của trần cảnh bên ngoài. Thấy không? Thành ra mình thấy là cái mà lúc đầu mình cầu mong á, để được hưởng á, là cái đó là nó thuộc gì? Về tham ái. Nó còn giam hãm mình ở trong cái tam giới này. Còn khi mà chúng ta hướng đến cái sự xả ly, hướng đến cái sự giải thoát, thì nó cao thượng hơn. Biết rằng bây giờ mình gieo những cái chủng tử thiện lành, tất nhiên nó sẽ cho quả.
Dù mình có mong cầu hay không có mong cầu thì nó cũng sẽ đưa đến khi mà những cái điều kiện nó đầy đủ. Còn cái mình muốn thoát ra đó, thì cái chí nguyện mình phải thật mạnh. Mình phải nguyện thường xuyên để nó có cái trở thành cái mãnh lực, nó có mãnh lực mạnh mẽ dẫn dắt mình trong những cái kiếp sống tương lai. Thì rõ ràng quý vị thấy rằng á, trong nhiều kiếp sống Bồ Tát làm bất cứ một cái điều lành, điều thiện nào, Ngài cũng chỉ hướng đến cái đạo quả chánh đẳng chánh giác, hướng đến cái con đường giải thoát. Chứ đối với Ngài không có còn mong là vua, làm quan, làm chư thiên gì hết. Ngài đang ở chư thiên, nó cõi trời, mà Ngài còn nguyện ngưng cái tuổi thọ ở cõi đông sức để tái sanh xuống cõi nhân loại để mà tu tập kiếp chót, để đạt đến đạo quả chánh đẳng chánh giác và tìm ra cái con đường giải thoát và hướng dẫn tất cả chúng sanh, những người có cái tâm mong cầu, những cái chủng tử, những cái duyên lành là tạo trữ đầy đủ để Ngài tế độ những chúng sanh đó đi đến sự giải thoát. Nó, thành ra đó, mình biết rằng có những cái bất thiện mà nó đưa đến cái khổ đau. Cái tham muốn nó là bất thiện, nhưng mà ma tham muốn để hưởng được sắc thinh vị xúc thì nó sẽ khổ đau, nhưng mà cũng tham muốn mà để vượt thoát ra khỏi tất cả những cái phiền não, những sự trói buộc trong vòng quay sanh tử luân hồi, hướng đến cái con đường giải thoát là cái mong muốn nó tốt đẹp hơn. Thì cũng xin giải thích với cô Kim Dung về hai cái sự mong muốn để chúng ta trong đời sống chúng ta hiểu biết, chúng ta hướng đến cái mong muốn xả ly, giải thoát, chấm dứt sanh tử luân hồi, chứ còn cái mà mình còn mong muốn trong cái thừa hưởng cái tài sản thế gian ở nhân giới thiên giới là còn sự trói buộc. Cho nên là chúng ta phải hướng đến cái sự cao thượng hơn trong sự thực hành giáo pháp, thì chúng ta sẽ đem đến cái an vui. Xin chúc cô nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy, Nam Mô Tham Mây, Nam Mô Sang Khai. Con đến lễ sư pháp thanh, sư thanh tâm, sư pháp trang, quý bà cô tu nữ, cô đồng thể đạo tràng. Dạ, thưa sư, trong bài pháp ngày hôm nay có một đoạn nói về cái gần phút cuối, gần đoạn cuối, thưa sư nói về cái nếu mà ráp nối những cái bộ phận gọi là chiếc xe, và hay là góp những thành phần ngũ ẩn, chắc là sắc, thọ, tưởng, hình thức, thì gọi là con người. Nhưng mà tuy nhiên nếu theo nghĩa rốt ráo thì quả thật không có con người ở trong ngũ uẩn này. Như vậy thì thưa sư, cái ý nghĩa rốt ráo ở đây được hiểu như thế nào theo cái cách nhìn của Phật giáo, thưa sư? Có thể nhìn nó giống như là một cái tinh thần vô ngã, hay là thấy được tam tướng, hay là thấy được trống rỗng hoàn toàn, nó hoàn toàn các pháp cho duyên sanh, thưa sư? Thì có thể sư giảng rõ điểm này cho chúng con. Dạ, mô Phật. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá.
thì tất cả chúng sanh đó đều bị chi phối bởi cái định lực của tam tướng vô thường, khổ và vô ngã. À, mà muốn thấy được cái vô ngã thì nó rất là sâu xa vi tế. À, thì cái đạo quả mà sơ đạo sơ quả đó là trong cái phải diệt trừ được cái thân kiến, là một trong ba cái chi pháp quan trọng để đưa đến cái sơ đạo sơ quả. À, mà chúng ta thực hành á, để chúng ta diệt trừ cái chấp thủ về một cái bản ngã, một cái con người. À, tại vì từ quá khứ hay chấp là tôi, là tôi, là của tôi. À, chính vì mình chấp sai lầm tà kiến là tôi. À, rồi mình bám níu, tại vì của tôi thì tôi phải giữ chứ, không? Của người khác tôi giữ chi? Của tôi. Đó. Tài sản của tôi, gia đình của tôi, vợ con tôi, chồng tôi, cha mẹ tôi, anh em tôi. Đó. Đó. Cho nên là chúng ta phải phân tích ra. Giống như mấy ông bác sĩ, mấy ông muốn định chính xác cái bệnh, không sao, ông phải thử máu, thử đàm, thử nước tiểu, có khi là phải siêu âm, có khi phải chụp X-quang rồi chẳng hạn, đó, để mới thấy được đúng cái nguồn gốc, cái căn cội của cái bệnh, đó. Thành ra đó, Đức Phật mới cho mình thấy rằng nếu mà mình ráng, mình nỗ lực, mình học pháp, mình hành pháp đi, đến khi nào mình diệt trừ được ba cái là thân kiến, là cái điều tiên quyết thứ nhất. Cái gì thứ hai là gì? Là hoài nghi. Hoài nghi về tam bảo. Rồi cái thứ ba là giới cấm thủ. Đó. Bây giờ chừng nào mà mình diệt trừ được ba cái này thì mình đạt được sơ đạo sơ quả. Không? Thành ra cái vị hành giả đó phải thực hành cái gì? Để quán sát về cái ngũ uẩn. Sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Sự vận hành của sắc, thọ, tưởng, hành, thức này, nó luôn luôn là gì? Sanh diệt, thay đổi. Mà cái sự sanh diệt thay đổi này đó là sự vận hành của pháp, chứ mình không điều khiển gì được nó hết. Cho nên mình thấy rằng cái gì, tất cả các pháp nó vận hành, mình không điều khiển gì được nó, cho nên mình không có một cái bản ngã. Nếu mà sắc sự thật là của mình phải điều khiển được nó chứ. Mình biểu nó phải như thế này, không được như thế kia. Phải như thế này, không được như thế khác, thấy không? Nhưng mà mình đâu điều khiển được nó đâu. Nó muốn khỏe nó không khỏe, mà nó muốn bệnh thì nó bệnh. Cái danh quẩn mà cũng vậy. Nó muốn vui, nó muốn buồn nè. Mình không điều khiển gì được hết. Đó, thì khi đó chúng ta mới thấy rõ ràng là chúng ta không điều khiển được gì cái ngũ quẩn này. Mình phân tích, mình chia sẻ tất cả những cái đó để mình thấy rằng hoàn toàn không có một cái bản ngã. Không có một cái linh hồn, không có một con người. Thì khi mà mình theo
thấy như vậy đó. Thì sao? Trong Pháp Cú Kinh Đức Phật nói là sao? Thân ta còn không có. Mình thấy rõ ràng không có ai ở trong phía sau cái ngũ quẩn này hết á, không? Thân ta còn không có thì sao? Con đâu, tài sản đâu đó, để chừng từ đó mình mới diệt được cái gì, cái thần kia, à, cái sai lầm, cái sự chấp thủ vào cái một bản ngã linh hồn đó. Thì tiếp tục, nếu mà mình diệt trừ được cái thân kiến rồi thì diệt trừ được cái gì? Cái hoài nghi với cấm thủ, à, thì mình sẽ đạt được cái sơ đạo sơ quả, à, do đó đó mà chúng ta cần phải học rồi phải phân tích, à, phải quán sát, à, để thấy cái gì? Cái sự, à, danh sắc, rồi cái danh sắc này đó sanh diệt, à, theo nhân, à, rồi quán sát cái sanh diệt của danh sắc, để mà diệt trừ cái chấp thủ về cái bản ngã một con người, à, mà khi nào mình, à, đạt đến cái diệt trừ được cái thân kiến, à, thì chúng ta sẽ, à, được một trong ba điều kiện để đạt đến cái thánh đạo thánh quả. Thì xin giải thích với Quỳnh Thính Pháp, và chúc nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Và chắc thời gian đến đây cũng vừa phải lẽ. Và bây giờ xin cầu chúc cho chư tôn đức pháp thể thân an, chúc tất cả quý tôn nữ quý phật tử nhiều sức khỏe, an vui. Cầu mong chư thiên quan hỷ với phước báo, cầu mong tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thầy. Nam mô Bổn Sư Thầy. Nam mô Tham Ma Gia. Nam mô Sanh Kha Gia. Và nguyên như một lần nữa xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư pháp thanh rất là nhiều đã giảng dạy bài học cho chúng con ngày hôm nay, cũng như đã trả lời câu hỏi của tất cả các quý vị trong room. Và con xin không biết là sư Pháp Trang có còn có ở trước máy hay không. Con xin kính thỉnh sư Pháp Trang, nếu mà sư còn ở trước máy, kính xin sư có thể chúc phúc cho đạo tràng của chúng con buổi tối hôm nay, bạch sư. Và nếu sư có nghe âm thanh cũng như xin sư cho con biết tín hiệu ạ. Dạ, sa thú. Dạ, con xin dâng bích lại cho sư Pháp Trang ạ. Nam mô Phật Thầy Giá. Anh chúng con xin thay mặt trường tọa thanh tâm, trường tọa pháp thanh cũng phúc chúc đến toàn thể đạo tràng chư Phật tử. Nam mô Phật Thầy Giá. Dukkha pata chane dukkha paya pata chane paya soka pata chane soka hantu sape pipanino etavatam chạm hệ hệ sam pa tam po nhà sam pa đằng sa pe de va nu mo đan tu sa pa sam pa ti se ti ya da nang da đan tu sa ta ya si lang ra can tu sa pa da pha va na pi ra ta hoan ta ra chan tu de va ta ra ta sa pe po ta pa la pa cha pa che ca nang ya jam pa lang a ra han ta nang cha te che na ra can pan than nghệ sa pa so te atlata suketa gulaha potasa sane arora suketa ho hai saha sa pe e nhà ti phi cầu xin cho các thiện tinh na được sự lợi ích na được sự an vui được sự thăng hoa trong đường phật đạo hoa cầu xin cho các thiện tinh khỏi bệnh hoạn được an vui cho mình và những người trong gia viên cả thảy cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo cho được thành tựu mỹ mãn cho được thành tựu mỹ mãn cho được thành tựu mỹ mãn.
Sa thú, sa thú, sa thú. Và Nguyên Như con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Pháp Trang đã đại diện cho chư tăng để chúc phúc cho đạo tràng của chúng con buổi tối hôm nay. Và bây giờ thời gian, Nguyên Như xin kính mời chư vị cùng với Nguyên Như lắng lòng thanh tịnh để hồi hướng sau khi nghe pháp ạ. Ya devata santi vihara vasini thu be khare bodhi khare ta hin ta hin ta thamma da ne na pha văn tu pu chi ta so tin ka ron te ta vihara mang da le thế ra cha mắn cha na wa ka cha phân ka wo sa ra mi ka da Napati upasaka gama cha desani gama cha isara sampa na futa sukita fa wantu te cha la bu cha ye bi cha anda sam fa wa san se da cha ta ta wo papatika ni ya ni kang amma warang patin cha te sam be bi dung kha sakaron tu sang kha yang tha tu chi rang sa tang tham mo tham man tha ra cha bung ga la sang kho ho tu sang go wa an tha ya cha hi ta ya cha am he rang ka tu san tham mo sam đề bi tham ma cha ri no gu thân sam ba bồ đề ya ma tham ma ri yam ba quê tì tì y đằng no nha ti nàng hô tu su khi ta hoan tu nha ta vô y đằng no nha ti nàng hô tu su khi ta hoan tu nha ta vô y đằng no nha Ti nàng hô tu su khi ta hoan tu nha ta vô ý đằng quá ta nề buồn nhằn à sa quá khá già quá hằng hồ tu á nà gá tề cà lề do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng cầu mong cho các vị ấy hằng được sự yên vui do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm, ngủ ngầm nơi tâm, trong ngày vị lai, phước lành con đã tạo ra, các đời quá khứ hay là đời nay, nguyện nghiệp cho, nghiệp chưa cho quả phước nào, nguyện thành pháp độ để vào thiện căn, sau này dù tạo mấy lần, từ đây cho đến siêu thăng niết bàn, hãy làm chuyện tốt sẵn sàng, mỗi điều hạnh phúc thành đoạn nhân duyên, giúp cho phiền não sớm yên, trợ mau giải thoát, kế liền kiếp sau. Nếu trễ, chẳng gặp Phật nào, nhằm kỳ độc giác, làm sao cũng thành. Nguyện cầu tam bảo từ hàng độ, nguyện thoát ba tai nước lửa bình, nguyện thải chúng sanh khỏi oan kết, nguyện cho nhân loại ráng tu hành, nguyện gìn tam học giới định tuệ, nguyện đoạn tham sân si độc sanh, nguyện giải căn nhân sanh tự khổ, nguyện diệt tâm tham háo lợi danh. Nguyện tu tinh tấn không giải đãi, nguyện sao đạo quả sinh thành. Nắc mô Bụt Tha Giá, Nắc mô Tham Ma Giá, Nắc mô Sang Kha Giá. Nguyên Như xin mời chư vị Phật tử trở lại Rung Nguyên Như Kỳ Viên vào ngày thứ tư và cũng là sáng thứ năm ở bên Việt Nam. Chúng ta sẽ học tiếp phần bài Trung Bộ Kinh với thầy Kinh Milanda. Và Nguyên Như xin hẹn gặp lại với chư vị Phật tử vào ngày mai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sa thú, sa thú, sa thú.